Em xin chào các bác nhá. Thì qua một cái thời gian em quay về chăm sóc cây mít không hạt, cũng như gọi là cây mít hạt nếp, thì có nhiều bạn cũng đã bình luận là anh ơi, là bạn ơi, cây nhà mình nó chả có quả gì mà 6-7 năm rồi. Đấy, thì hôm nay là em lại ra quay và chia sẻ đến các bác cái kinh nghiệm mà em cũng đã trải qua chăm sóc như nào. Cụ thể thì em chia sẻ thực tế có như nào thì em nói như vậy, cũng chỉ làm sao mong cho các bác là có được cây mít sai, cây mít ngon để ăn và thưởng thức phục vụ gia đình nhà mình. Đây thì em cũng cái mong muốn là như vậy. Thì em sẽ quay và nói một số cái nguyên nhân cũng như tại sao để làm được cho cây mít nó sai. Đây như em quay cho các bác xem thực tế như cây này nhà em năm nay thì đếm sơ nó khoảng tầm 35 đến 40 quả. Để muốn làm được cây mít sai thì trước tiên là các bác phải dọn sạch sẽ các cái cành răm rắt ở bên trong. Đấy, để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái phôi quả. Đấy. Và nhất là trong thời điểm này thì em ví dụ như cái quả này. Đây, quả nhỏ như này thì các bác có thể bấm đi. Đây, bấm đi. Những quả như này, bấm đi. Đây, những quả này là nó không được, mình có thể bấm đi. Em vừa bấm vừa quay cho nên video clip nó không được chất lượng, mong các bác xem thông cảm. Về cái phần bón ở bên dưới thì em bón đỗ tương và coi như chấu gà ủ mục. Đấy, các bác xem cái quả kia kìa, nó hai quả như thế, một quả kẹ, thì các bác lưu ý là bấm đi cho em cái quả kẹ đi để cho nó tập trung nó nuôi cái quả to. Đấy, cũng như cái quả này này, các bác xem. Đấy, mình bấm cái quả nhỏ đi để mục đích là cho cái quả to của mình nó nhiều muối thôi. Cái cây của mình nó sai. Còn nhà các bác mà có mới, nó mới ra được khoảng độ 10 quả thì mình để cũng được, không vấn đề gì. Nhưng nhà em thì nó 35-40 quả cơ, nên em bấm mức đi. Bác lưu ý nhá, những quả như này này, nó gần như nó sinh đôi thì thôi, nếu mình không bấm được thì cứ để đấy. Nay mai mình ăn quả to thì mình chảy quả nhỏ này sau, vứt đi sau. Bây giờ mình bấm thì không may nó rụng cái quả to của mình thì nó lãng phí. Và một cái phần rất quan trọng nhá, là khi thời điểm mà cái quả mít của mình nó bắt đầu mới hình thành trái non, thì các bác mà trồng ở sân vườn trong nhà ấy, thì các bác lưu ý cho em là thường thì cái mùa đấy nó là mùa xuân, nó hay phát triển những cái con dẹp sáp thì nó bám vào quả, nó gây cho rụng quả. Thì các bác nếu ở trong vườn trong nhà thì các bác có thể sử dụng một số các loại thuốc như Atara hoặc thuốc sinh học đánh phun để cho đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình nhà mình.
Thì video clip của em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn sẽ chăm sóc được cây mít không hạt nhà mình thật sai để phục vụ gia đình nhà mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo.